Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây linh sam 86 dáng hai thanh mẫu tử ha. Cây này từ cổ rễ cao lên chỉ khoảng tầm 6-7 cm thôi. Vừa được em cắt tỉa định hình lại cái bộ chi tàn nè. Do vừa cắt tỉa với định hình lại nên nhìn nó còn hơi thưa ha. Về mình chăm tầm 2-3 tuần nó đã bung mầm non ra nữa thì cái bộ tàn nó dày lên thì nhìn cây nó sẽ đẹp hơn nữa ha. Và mình có thể ép nó vô một chậu gốm nhỏ như thế này mình để bàn chơi nè. Dòng 86 nó rất là khỏe, rễ nó ăn kín bầu hết rồi nè. Nên về mình có gọt lại mình vô chậu thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cây ha. Rồi em xin giao lưu cây linh sam 86 mini dáng mẫu tử này với giá là 130 ngàn em bao ship. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.